mối duyên tuổi sầu từ khi bước chân qua cầu. Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể dâu. Phận gái tuổi còn xuân mà ngày vui có bao nhiêu lần. Ngày nối dài đêm thâu phận em biết trôi về đâu. Ai buông đàn mấy câu xót xa tiếc cho tình ta. Phòng đơn chiếc lẻ loi, người thương đã đi xa rồi. Thao thức bao đêm dài, tâm tư này tỏ bài cùng cũng biết vé máy bay ân mua rồi thì làm sao mà giả được. Ân nói thiệt nha, ân cũng không muốn đi ra nước ngoài chút nào. Bây giờ ân chỉ muốn ở lại học chung với Trinh Trinh và các bạn thôi. Trinh nghe chị Tuyết Ngân nói là ra nước ngoài học vui lắm, tiếp thu được nhiều cái tốt cái hay của người ta nữa. Thì ba của ân cũng nói như vậy. Thiệt tình đó là ân không có chê chuyện đi du học. Ân chỉ thấy buồn là không được gặp Trinh Trinh nữa mà thôi. À, hay là Trinh Trinh xin ba ra nước ngoài học luôn đi. Ba mình không cho đâu. Ba nói ra nước ngoài là sẽ bị nhiễm tính phóng khoáng của người ta, là mất đi hết tính nết na thùy mị của con gái Á Đông. Ân nè, đi học có 5 năm rồi về, đâu có lâu đâu mà ân buồn dữ vậy. Ân chỉ nói cầu mai thôi. Ân biết câu trả lời của Trinh rồi. À, Trinh nè, mai mốt ân đi học rồi, đừng có quên ân nha. Ừ, Trinh không có quên ân đâu, không bao giờ quên đâu mà. Ân có cái này tặng cho Trinh nè. Cảm ơn ân. À, Trinh nè, bức thư này Trinh đừng có mở liền bây giờ. Trinh nè, em cố gắng đợi tới khi nào mà anh ra nước ngoài rồi em hãy mở ra, được không? Gì mà bí ẩn dữ vậy? Ân đã dặn vậy thì Trinh đợi tới khi ân ra nước ngoài Trinh sẽ đọc. Ê, hai ông bà làm gì mà đứng đi lâu quá vậy? Cả lớp đang chờ kìa. Thôi, tôi đi vô trước nha. Ân có đi với lớp thì ra đăng ký đi. Trinh không có đi đâu. Ủa, sao Trinh không đi? Tụi mình đã lớp 12 rồi, còn mấy ngày nữa là mỗi đứa mỗi nơi rồi. Trinh nè, đi với lớp một lần để kỷ niệm đi Trinh. Đó giờ Trinh không quen đi chơi đêm. Đi với lớp không mà, đâu có đi với ai đâu mà Trinh sợ. Hay là Trinh sợ hai bác không cho? Nếu vậy ân sẽ đến nhà xin hai bác cho Trinh nha. Ba má Trinh không có cản, vậy tại Trinh không thích
Trinh, đi đi mà, đi một lần thôi. Ít ngày nữa là Ân ra nước ngoài rồi, đi một lần với lớp đi Trinh. Một lần thôi nha, gần đầu đi. Ừ. Trinh hứa rồi đó. Ừ. Mình đi nha. Ừ. Cũng 5 năm rồi, Hoài Ân đi du học cũng 5 năm rồi mà mình vẫn chưa đọc thư. Không biết là Hoài Ân viết gì trong đó nữa. Thời gian đã qua lâu rồi, sao Trinh không xé thư ra đọc đi? Tại Trinh giận Hoài Ân. Nếu như năm đó Ân đừng năn nỉ Trinh đi chơi thì đã không sao rồi. Chuyện đã qua lâu rồi, không lẽ Trinh còn giận Hoài Ân sao? Còn chứ. Trinh không chỉ giận mà còn ghét Hoài Ân nữa. Chuyện gì cũng tại Ân hết. Trinh đã nói là Trinh không muốn đi chơi rồi mà Hoài Ân năn nỉ Trinh. Sau đó Trinh không thèm đọc luôn. Trinh à, con làm gì mà tối ngày cứ nhốt mình ở trong phòng vậy con? Dạ, tại con cảm thấy hơi mệt thôi má. Má, hay là má từ chối cuộc hôn nhân với anh Khải giùm con nha. Con chưa muốn lấy chồng. Thì ra là con lo lắng chuyện này hả? Con yên tâm đi, không có việc gì phải lo lắng hết á. Con gái mà, ai sắp đi lấy chồng thì cũng có tâm trạng hoang mang như vậy thôi con. Vừa hồi đó đó, má lấy ba con cũng vậy, cứ suy nghĩ rồi lo sợ lung tung, không biết mình làm dâu ra sao, có vừa lòng má chồng không. Nhưng mà rồi đâu cũng vào đó thôi con à. Còn đối với con á, thì nết na, ngoan hiền, thì sợ gì mà không được má chồng thương yêu hả con? Theo má thì chị Duy là người hiền lành, nhân đức. Con cũng đừng lo lắng gì hết nha. Nhưng mà con với anh Khải chỉ mới gặp nhau có một lần, con thấy anh nghiêm nghiêm, con sợ quá. Bà của con á, ngày trước còn khó khăn hơn thấy Khải gấp trăm ngàn lần. Nhưng rồi má có làm sao đâu. Con đó đừng có sợ, nghe theo lời má dạy, nghe không? Rồi con sẽ có một gia đình ấm êm hạnh phúc. Ngoan, nghe lời má đi con. Dạ. Ờ, bộ anh mệt hả? Nếu anh mệt thì đi về sớm nghỉ ngơi đi. Anh sao á? Anh có nghe em nói gì không vợ? Hả? Ủa, em nói cái gì hả? Em thấy anh ngộ quá. Anh giống như người mất hồn vậy đó. Em nói gì anh cũng không nghe hết trơn á. Chắc là anh bị say xe chưa tỉnh thôi, không có gì đâu. Anh say xe hả? Ừ. Chết rồi. Cũng may là lúc nào em cũng mang chai dầu theo á. Đưa đây em xoa đầu cho. Dầu này hay lắm á. Anh thấy đỡ không? Anh đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn em. Với em mà anh cũng nói câu cảm ơn. Em không thích vậy đâu. Thảo, em có yêu anh không?
Bữa trước em nói rồi, bộ anh không nhớ gì hết hả? Sao bữa nay anh còn hỏi lại? Anh nhớ, dĩ nhiên là anh phải nhớ rồi. Nhưng mà anh muốn nghe em nói thêm một lần nữa. Em có yêu anh không? Có yêu nhiều không? Em có yêu anh, yêu nhiều lắm. À, em có chuyện này em muốn nói nè. Chuyện gì em? Hồi hôm á, em có nói với má là anh muốn cưới em á. Rồi má trả lời sao? Má nói nếu mà được như vậy á là đời em may mắn lắm luôn á. Nhưng mà má sợ em không có xứng với anh, sợ anh chê em là đứa nhà nghèo, má sợ anh bỏ em. Mà em nói với má, má yên tâm đi, anh Khải anh thương con lắm, không bao giờ mà anh bỏ con hết trơn á. Má nghe vậy má vui lắm á anh. Má nói nếu anh thực sự thương em á thì chỉ cần anh bước tới nói một tiếng thôi là má gả liền à. Má không có đòi hỏi gì hết, má chỉ cần một mâm cơm đơn giản để cúng ông bà tổ tiên, với lại ra mắt họ hàng. Như vậy là đủ rồi, má không đòi hỏi gì hết á. Em chỉ thương quá Thảo ơi. Bữa nay anh sao á? Sao tự nhiên anh hỏi em vậy, rồi tự nhiên anh nói vậy? Anh có chuyện gì phải không? Không có, anh đâu có sao. Thảo à, có chuyện này anh muốn hỏi em. Lỡ như anh bỏ em đi lấy người con gái khác thì em sẽ thế nào? Sao mà anh thí dụ gì mà ác nhân vậy? Anh biết là anh nói vậy em đau lòng lắm không? Em không có cho anh yêu ai hết á. Nếu mà điều đó xảy ra thì sao? Em không biết, nhưng chắc chắn là em sẽ đau lòng lắm. Nhiều khi em sống không nổi luôn á. Mà sao tự nhiên anh nói vậy vậy? Anh đừng có bỏ em nha. Em ngốc quá. Anh yêu em nhiều như vậy, làm sao bỏ em được? Ừ, thương anh lắm. Thảo, ông sống khôn thác thiên, ông hãy về phù hộ cho thằng con trai của mình nghe ông. Rồi ông giúp tôi thuyết phục nó, bắt nó phải cưới Trinh Trinh, đứa con dâu mà tôi và ông đã chọn xưa kia. Má, từ má con mới về. Má à, khuya rồi sao má không đi ngủ đi? Má chờ con về để nói chuyện, con ngồi xuống đi. Má, có chuyện gì sao không để mai rồi nói? Bây giờ khuya quá rồi. Đêm nay không giải quyết xong chuyện này, má sẽ không ngủ được. Mà có chuyện gì vậy má? Con suy nghĩ đi. Dạ, con suy nghĩ kỹ rồi. Vậy con quyết định ra sao? Con không thể cưới Trinh Trinh. Khải, con định chọc tức má đến chết phải không? Không có đâu má, con không dám. Nhưng má thừa biết con đang yêu giả Thảo mà. Con không thể nào phản bội người con gái con yêu để cưới Trinh Trinh được. Mong má thương và hiểu cho con. Chính vì hiểu và thương con cho nên má ép con phải cưới Trinh Trinh. Con không muốn hoàn thành tâm nguyện một đời của ba con hay sao? Con không muốn tạo dựng sự nghiệp và tương lai tươi sáng cho bản thân mình hay sao? Tâm nguyện của ba, sự nghiệp của con, con nhất định sẽ hoàn thành. Nhưng con sẽ hoàn thành từ hai bàn tay trắng của con, chứ không thể nào đánh đổi bằng cuộc hôn nhân cả đời của con được má. Khải à, ngày trước ba con cũng bướng bỉnh và cố chấp như vậy. Một hai dứt khoát bỏ nhà ra đi để tạo dựng sự nghiệp riêng, để cuối cùng kết quả như thế nào? Còn làm phiền liên lụy vợ con sống cả một cuộc đời nghèo khó như vậy. Má không phải là coi thường con, nhưng với hoàn cảnh gia đình mình, tới bao giờ con mới đủ sức để mở tiệm thuốc như vậy? Hay con muốn cho tới lúc răng long đầu bạc
rồi lao tâm lao lực đến chết, bỏ má như ba con vậy hả con? Má, con tự tin là mình sẽ sớm hoàn thành. Con nói thì dễ lắm, nhưng làm không dễ đâu. Đây là cơ hội ngàn năm có một. Nếu như con bỏ qua, sẽ không có lần thứ hai. Sẽ không bao giờ con tìm được một người con gái vừa đẹp người đẹp nết như Trinh Trinh vậy. Nghe lời má đi con. Nghe lời má. Vậy còn Gia Thảo thì sao? Hai đứa con đã yêu nhau sâu đậm, con không thể nào phụ tình người con gái con yêu. Bạn đi cưới Trinh Trinh được má. Khi còn trẻ, cứ nghĩ tình yêu là thiêng liêng cao quý. Nhưng khi lớn lên một chút, từng trải hơn một chút, con sẽ hiểu sự nghiệp quan trọng đến chừng nào. Đừng cãi lời má. Má quyết định rồi, con sẽ cưới Trinh Trinh. Má, nếu như má lập quá, má ép con sẽ bỏ nhà đi. Con nói cái gì? Chỉ vì một đứa con gái mà con đòi bỏ nhà ra đi? Con bỏ má sao? Con đáp lại công lao nuôi dưỡng của má mấy chục năm như vậy sao con? Nhưng mà Tại vì Gia Thảo là người con yêu, má phải... Má, ông ơi, ông trên trời lên thiên, ông về mà có thằng con quý tử của ông đối xử với tôi như vậy. Má ơi, má bình tĩnh đi má. Má có bệnh tim, má bất giận đi má. Anh Hai vừa lòng chưa? Biết má có bệnh rồi còn chọc tức má nữa. Má bớt giận đi má. Má qua đi ngồi đi, để con rót nước cho má uống. Con không cần phải lo gì cho má hết. Con cứ để má chết đi, cho vừa lòng hả dạ cái thằng con bất hiếu này. Má, chỉ vì đứa con gái mà bỏ nhà. Má ơi, bỏ má đi như vậy đó. Má ơi, sao cuộc đời này bất hạnh đối với tôi như vậy chứ? Ông ơi. Má ơi, má. Ông ơi. Má. Má. Ông ơi. Má ơi, má. Má ơi, con xin má mà. Má. Má ơi. Má ơi, con xin lỗi má. Con đã lỡ lời. Mai mốt con không dám nữa. Vậy con nói đi. Nếu phải chọn giữa tình yêu và má, con chọn bên nào? Bình thường em chỉ để má rửa chén thôi. Anh đã nói là em bất hiếu rồi đó. Giờ để coi anh Hai có hiếu sao. Dạ, dĩ nhiên là con chọn má rồi. Thôi, trưa rồi, mấy đứa nghỉ tay đi ăn cơm với thầy. Dạ. 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 Đi. Rồi, các con ngồi đi. Dạ. Dạ. Dạ, con mời thầy. Em mời mấy anh. Ly rượu này, thầy mừng con tốt nghiệp ra nghề. Thầy chúc cho con sớm hoàn thành tâm nguyện của ba con. Dạ, con cảm ơn thầy bao nhiêu năm qua đã dạy dỗ con chuyên cần. Dạ, con xin hứa con sẽ không bao giờ phụ lòng của thầy đâu. Con kính thầy ly này. Thảo. Dạ. Con ngồi xuống đó đi. Dạ thôi, con không dám. Thầy cho phép, con cứ tự nhiên vô lấy chén ra đây ngồi ăn cơm chung với thầy. Đi đi con. Dạ. Các con. Dạ, uống chén con mời thầy. Dạ, con mời thầy. Con tự nhiên nghe chưa. Dạ. Con mời thầy. Xin mời. Nè, đừng tưởng ta không biết kiểu của con và Thế Khải. Đừng tưởng ta không biết. Ngay từ đầu ta đã thấy con dạy Thế Khải phân các loại thuốc qua mặt ta rồi đó. Dạ. Dạ thầy ơi, con không dám qua mặt thầy đâu. Nhưng mà tại vì lúc đó con thấy anh Khải tội nghiệp quá, nên con xin lỗi thầy. Ta không bắt lỗi con. Không lỗi phải gì đâu. Ta không bắt lỗi con. Ta không cấm đoán hai đứa yêu nhau. Nếu cấm
ta không giả bộ ngó lơ cho con trốn việc mỗi chiều thứ bảy đi chơi với nó đâu. Thầy á, tinh mắt như thần, hai người á cứ tưởng giấu thầy được sao. Thôi con ngồi xuống đi. Dạ con cảm ơn thầy. Đại à. Dạ. Sau bao ngày cố công học tập, con cũng đã mở tiệm thuốc tự lập cho bản thân mình rồi. Còn Gia Thảo, bắt đầu ngày mai, sau khi xong việc nhà, con phải lên tiệm thuốc tiếp với Son lo phân loại và chế biến thuốc, để sau này còn tiếp với chồng nữa chứ. Thiệt hả thầy? Thầy cho con lên nhà trên hả thầy? Ừ. Con cảm ơn thầy. Con rất thông minh, chỉ nhìn lén học lớn thôi mà biết mặt biết tên các loại thảo dược. Nếu được học thêm á thì tiến bộ nhiều á. Dạ. Con cảm ơn thầy. Anh đó, được thầy ưu ái là sướng nhất rồi. Mau mau mở tiệm thuốc rồi cưới vợ đi, rồi để tụi này ra đám cưới nữa chứ. Thầy không chiếu cố một mình thế thải đâu. Tất cả tụi con, đứa nào học xong muốn mở tiệm thuốc, thầy sẵn sàng giúp cho. Dạ. Dạ. Thôi ăn đi, để thức ăn nguội hết rồi đó. Dạ. Thôi tụi con ăn đi. Dạ. Bữa nay vui quá. Ôi, hồi nãy nghe thầy nói thầy biết chuyện của mình á, em sợ lắm luôn á. Em cứ tưởng đâu là thầy sẽ cấm, thầy không cho. Nhưng mà ai dè đâu thầy không có cấm, mà thầy còn cho em lên nhà trên để học việc với anh Sơn nữa. Bây giờ nghĩ lại tim em còn đập thình thịch nè. Ủa anh, anh sao vậy? Sao từ nãy giờ em thấy anh trầm tư lắm, anh không có nói chuyện. Bộ có chuyện gì hả? Hay là anh không có thích cho em lên nhà trên để phụ việc? Ừ, không phải. Vậy sao từ nãy giờ anh cứ trầm tư hoài? Ủa hay là anh bệnh ta? Thảo à, nghe anh hỏi nè. Nếu như buộc phải chọn tình yêu và sự nghiệp thì một người đàn ông phải chọn cái nào? Em là đứa ít học, anh hỏi em cũng như không à, em không có biết gì đâu. Nhưng mà nha, theo như mấy cái tuồng cải lương mà em coi á, là đàn ông họ sẽ chọn sự nghiệp. Nếu như giữa má và người yêu, phải chọn ai? Dĩ nhiên là má rồi, người yêu sao bằng má được. Cái này không cần coi cải lương em cũng biết nữa. Cảm ơn em, anh biết mình phải làm gì rồi. Sao tự nhiên anh cảm ơn em? Anh bữa nay anh kỳ lắm á nha, anh làm mắc cười quá. Thôi mình đi ha. Con mời má. Cảm ơn con. Dạ, à, dạ con mời, con ba, mời mẹ. Ba má. Ba, hôm nay là ngày vui của các con, bà đừng có khóc như vậy chứ. Biết là con gái lớn lên phải lấy chồng, nhưng má nghĩ tới ngày mai con phải xa má, về làm dâu nhà người ta. Sao mà thấy đau lòng quá con à. Con cũng không muốn xa ba má đâu. Trời ơi, Trinh Trinh á chỉ là lấy chồng thôi mà, đâu có phải là chia ly gì đâu. Mà dì với Trinh Trinh lại khóc như vậy? Hôm nay là ngày vui mà. Trinh Trinh, con nghe lời má dặn nè. Phận làm dâu về nhà chồng, con phải ráng giữ cho đúng lễ nghĩa.
không được ỷ thế nhà giàu mà xem thường hống hách bên chồng á con. Đối với má chồng á, còn phải yêu kính, còn phải nghe lời má nghe không? Dạ, con xin nghe lời má dạy. À còn nữa, với Thế Khải á, con cũng phải một mực cung kính dạ thưa, luôn nhẫn nhịn học theo câu tam tòng tứ đức của ông bà xưa đã dạy. Con là con gái nhà gia giáo, không được làm mất mặt ba má nghe con. Dạ. Dì Dưỡng ơi, dì Dưỡng dặn thừa quá rồi. Trinh Trinh nhà mình nó ngoan như vậy thì làm sao mà không được bên chồng yêu thương. Chàng ơi, tự nhiên đèn cày nó tắt rồi, không lẽ có điềm xấu hả chú? Hả? Cái gì mà điềm dữ chứ? Đèn cày tắt thì đốt lên chứ gì đâu. Dạ dạ. Đẹp quá má hả? Đây, ảnh mua cho con nhiều lắm nè. À, má, còn này nữa nè. Má, má đeo thử coi vừa không? Vòng gì mà đeo hả con? Vòng cẩm thạch đó má. Má coi thử coi đẹp không? Con á, giờ bày đặt xí soạn ha, bày đặt mua đồ giả đeo nữa. Trời ơi, nhìn sao mà nói đồ giả vậy trời. Ôi, cái này là đồ thiệt đó, mắc tiền lắm. Anh Khải anh dẫn con vô cái tiệm lớn lắm luôn á má. Ờ, cái này chắc là đồ thiệt nè. Nó lên nước như vậy chắc là mắc tiền lắm hả con? Mắc lắm đó má. Ui, ảnh mua cái này đâu gần 5 phân vàng luôn á. Lúc ảnh dắt con vô mua, cái ảnh nói ảnh mua vòng cho má, con cũng hết hồn luôn á. Nhưng mà ảnh kêu ảnh mới lãnh lương, với lại ảnh cũng muốn làm cho con vui lòng nữa. Đây nè, ảnh còn mua kẹp cho con nữa nè. Thôi con, lát nữa con đem chiếc vòng này trả cho thầy Khải giùm má đi. Quà đắt tiền vậy má không dám nhận đâu. Má biết làm sao không? Thiệt ra là con đã từ chối rồi, nhưng mà ảnh không chịu. Người ta không chịu á thì con phải ép cho nó chịu. Sắp mở tiệm thuốc rồi, phải lo để dành tiền làm vốn chứ. Phải biết sống tiết kiệm, đừng có phung phí nghe con. Con biết rồi, con nghe lời má mà. Vậy chút nữa con nói anh Khải anh trả lại cho người ta má ha. Nhưng mà má ơi, trả chỗ này là mình lỗ á. Tín. Anh Tín. Thảo, cái này là vòng cẩm thạch của anh Khải tặng cho má tôi á. Ơi, ảnh mua vòng tặng cho má tôi kiểu này là ảnh muốn cưới tôi rồi nè. Ơi, đẹp hả? Cái gì vậy con? Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Nó bể rồi kìa, anh đền cho tôi đi. Anh có biết là nó mắc tiền lắm không? Thảo không cần phải tiếc thứ vô tình bạc bẽo này. Anh quá đáng lắm. Đi theo tôi. Ê, đi theo tôi má. Đi con, đi theo tôi nè. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra coi. Điện. Nó yêu riết nó quá khùng rồi trời ơi. Đi. Đi đâu? Theo tôi rồi biết. Đi. Trời ơi, anh buông tôi ra coi. Anh làm cái gì vậy? Tự nhiên cứ lôi tôi đi ra đây à? Tôi dẫn Thảo tới đây để thấy được bộ mặt thật của thầy Khải nè. Anh mắc cười ghê luôn á. Mặt của thầy Khải ngày nào mà tôi không thấy. Nè, Thảo coi đi, lễ tân hôn nè. Rồi sao? Cô cho chú rể về kìa. Đi. Thảo. Thảo. Thôi mà. Thức năm
căn dài buồn thương khóc cho phận mình. Ê, ê Thảo, Thảo, thôi. Một đời người sáng sống Thảo, mấy ai Thảo, không mong Thảo, đâu bên thôi trong mà. Thôi Thảo, cho em đi vô. Thầy Khai cứ giờ rành rành như vậy rồi phải vô làm gì nữa. Em đi vô, tôi bên anh gãi không? Thầy Khai chứ ai? Không phải anh gãi đâu. Không phải anh gãi đâu. Thầy Khải, Thầy Khải, tôi làm như vậy vui ra. Thảo, Thảo, nghe lời tôi. Hả? Thảo, từ khi Thảo bước chân sao vậy Thảo? Thảo, em sao vậy? Đời người được bao lâu mấy ai thoát cơn bể. Con thấy thầy Khải đi cưới vợ phụ tình em Thảo rồi. Mấy món đồ hồi sáng á là thầy Khải mua đến bù cho em Thảo để khỏi lương tâm thầy Khải bị căng rứt đó. Con nói thiệt không? Mấy cái chuyện này không có nói giỡn được đâu. Em Thảo tận mắt nhìn thấy, con làm sao mà giỡn được. Má biết không, vợ thầy Khải vừa giàu vừa đẹp, còn em Thảo của mình á không có chỗ nào bằng được. Má đã nói rồi mà, trèo cao là té đau mà. Tội nghiệp cho con gái của má, má đừng lo. Nếu mà thầy Khải chê em Thảo á thì con sẽ lấy em Thảo và thương em Thảo nhiều hơn thầy Khải nữa. Con à, không đơn giản như con nghĩ đâu con à. Dạ, có chào má. Thằng Khải đâu? Dạ, anh đang tắm đó má. Tắm lâu chưa con? Dạ, cũng mới vô thôi. Ờ, vậy tốt rồi. Nè, má có chuyện muốn dạy con một chút. Dạ, con mời má vào đây. Dạ. Nè con, trải cái khăn này ra. Một lát, chồng con mà có kêu dẹp cái khăn này, con dứt khoát không chịu nghe chưa? Đây là bằng chứng quan trọng cho sự trong trắng của con đó. Má, má muốn kiểm tra con. Má, không thể con còn trong trắng sao? Không có, dĩ nhiên là má tin con rồi. Con là con gái nhà gia giáo, lại thùy mị nết na, làm sao mà không còn chữ trinh trắng được. Chuyện này... Má muốn giúp đỡ cho con giữ tình yêu với chồng con. Con biết không, đàn ông nào cũng muốn vợ mình là người đầu tiên của mình hết con à. Sau khi động phòng xong, con gấp chiếc khăn còn dính máu này rồi cất cho kỹ ở trong tủ nghe. Đây là bằng chứng quan trọng lắm. Sau này rủi như không có, má chỉ nói rủi như thôi chứ không phải trù ẻo vợ chồng con đâu. Nếu như tình cảm vợ chồng có trục trặc, thằng Khải có thay lòng đổi dạ, con đem chiếc khăn này ra coi vậy chứ mà hiệu quả lắm đó con. Chiều này của bà ngoại dạy cho má, má truyền lại cho con. Thôi, để giờ má ra. Không thôi thằng Khải nó nói là má chỉ biết binh con hơn binh nó. Nhớ nghe con. Thôi, bây giờ má ra nghe. Dạ.
bằng chứng cho sự trong trắng của mình sao? Em. Ủa, sao có cái khăn ở đây vậy? Dạ, má vô rồi má trải lên. À, nói vậy là má mới vô đây hả? Dạ, má vô má trải lên rồi má đi ra. Trải khăn hả? Phong tục gì nữa đây? À, chắc là má sợ mình vì yêu Dạ Thảo mà lạnh lùng với Trinh Trinh nên muốn kiểm tra đây mà. Thôi em à, có kiên có lành, má đã muốn như vậy mình chịu theo ý má nha. Dạ. Má, sao rồi má? Anh hai chịu không? Má đã dặn chị dâu con rồi, chắc thằng Khải không dám cãi lời má trước mặt chị dâu con đâu. Mà má, chỗ má con hỏi thiệt má nha, má muốn thử anh hai thì vậy, hay là má muốn thử chị Trinh? Mà thử ai á, con cũng thấy kỳ cục hết á má. Dĩ nhiên là thử anh hai con rồi. Nó thương Dạ Thảo nhiều như vậy, nếu mà má không ra tay thì nó sẽ quên chị Trinh Trinh của con trong đêm tân hôn. Chẳng phải như vậy chị Trinh của con sẽ tủi thân và tội nghiệp lắm hay sao? Dạ, má nói cũng đúng. Bữa đó mà má không sửa cái đồn cái, chắc anh hai dễ gì chịu cưới chị Trinh hả má? Mà con công nhận chị đẹp thiệt luôn hả má. Con là con gái mà nhìn còn mê nữa nè. Vậy mới nói phúc ba đời của nó mới cưới được vợ đẹp như vậy, vừa đẹp vừa lễ phép. Vậy mà bày đặt ý ôi. Mà không biết cái chị Dạ Thảo kia có biết anh hai đám cưới chưa nữa. Nếu mà chị biết chắc tối nay chị buồn lắm á má. Cái chuyện này thì làm sao mà tránh khỏi được. Hơn nữa anh hai con và chị Trinh Trinh vốn có hôn ước từ ngày nhỏ rồi. Má cũng hy vọng là vài bữa nữa nó sẽ quên đi thôi con à. Má Năm, em Thảo đã khóc như vậy lâu lắm rồi. Hay là con ra dỗ em Thảo nha má. Con đừng có ra, để nó khóc một trận đã đời đi. Khóc xong rồi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà từ chiều tới giờ em Thảo chưa ăn gì hết má. Má, hay con chạy ra ngoài đường, con mua tô hủ tiếu cho em Thảo ăn nha má. Chứ khóc như vậy hoài, sao em Thảo chịu nổi hả má? Bây giờ con mua vàng về, nó cũng không ăn nổi đâu. Chứ nhìn em Thảo như vậy cũng xót xa quá. Chứ con nghĩ là má không xót xa sao con? Ngay từ đầu má đã lo lắng rồi. Người ta là thầy thuốc, học cao hiểu rộng, làm sao mà chịu con Thảo nhà mình được chứ? Nhưng lúc đó con Thảo nó chắc ăn quá nên má cũng tin. Nhìn cậu ấy mặt mũi trắng trẻo tình cảm như vậy mà lòng dạ độc ác, làm khổ con Thảo như vậy đó con. Thường ngày con thấy thầy Khải cũng tốt bụng, thương yêu em Thảo. Ai ngờ thầy Khải... Không được, con phải đi tìm thầy Khải hỏi cái ra lẽ mới được. Không được, con ngồi xuống, con đừng có đi,
Đám cưới cũng đã cử hành xong rồi. Giờ thì vợ chồng họ vui vẻ hạnh phúc với nhau. Con định đến đó làm loạn để lính bắt hay sao? Nhưng con tức quá mà. Tức cái gì? Tại phận mình nghèo, mình phải chịu thôi con. Mà không phải là con thương con Thảo hay sao? Con thương em Thảo. Thà con khổ mà em Thảo vui, con thấy trong lòng dễ chịu hơn. Chứ nhìn em Thảo như vậy, con còn đau hơn nữa. Con thiệt là hiền lành, tốt bụng. Thế nào ông trời, ông cũng thương con, ông giúp đỡ cho con. Thảo ơi, chắc giờ này em đã ngủ rồi. Trong mơ, hẳn còn nguyên vẹn nụ cười hạnh phúc với những chiếc áo đẹp anh mua tặng. Từ từ, rồi em cũng sẽ biết thôi. Lúc đó, chắc em đau lòng lắm. Thế nào em cũng khóc nhiều cho coi. Anh thật lòng không muốn phụ em chút nào cả. Nếu chỉ phải chọn giữa sự nghiệp và em, anh nhất định sẽ chọn em. Nhưng đợt này là má của anh, má đã phải chấp nhận một đời hứa anh. Anh không thể để cho má buồn lòng được. Thảo ơi, em là một đứa con hiếu thảo, chắc là em thông cảm cho anh có phải không? Ủa, em tắm xong rồi hả? Dạ. Sao em còn đứng đó làm gì? Em lên giường đi. Ừ. Sợ anh à? Từ lúc quen em đến bây giờ, đây là lần đầu tiên anh nhìn kỹ mặt em đó. Công nhận em đẹp thiệt. Nhìn em bản lẽn rụt rè, giống như mấy cô công chúa kính cổng cao tường thời phong kiến vậy. Anh đang tự hỏi lòng mình, liệu em có biết làm vợ là như thế nào không? Chưa biết đến tình yêu trai gái. Một người con gái như vậy chẳng phải là niềm mơ ước của mọi người sao? Mình còn đắn đo gì nữa chứ. Em à, khuya rồi mình đi ngủ nha. Dạ. Xin lỗi, hôm nay em đau bụng quá. Em bị sao vậy? Em ăn uống gì bậy bạ không? Để anh bắt mạch cho. Dạ không, không cần đâu anh. Em biết bệnh của em mà. Không cần anh khám đâu, em chỉ đau bụng. Em đau bụng hả? Vậy là em đau bụng chu kỳ đó. Sao em không nói cho anh biết? Là vợ chồng mà, em còn ngại gì nữa. Hơn nữa anh cũng là thầy thuốc mà. Dạ, em cảm ơn anh. Nhưng còn má... Em đừng có lo. Nói với má là má hiểu liền. Chuyện phụ nữ má còn rành hơn anh nữa. Ngủ đi, chắc em cũng mệt. Ừ.
mình chỉ giấu anh Khải một vài bữa, rồi những ngày sau đó thì sao? Không thể để cho anh biết chuyện này được. Anh Khải mà biết sẽ coi thường, hất hủi mình. Gia đình anh Khải sẽ dè bỉu, còn ba má mình ở dưới quê làm sao chịu nổi. Mình phải làm sao bây giờ? Từ đây, nếu không có chuyện gì cần, con hạn chế tới đây. Thầy không muốn sự có mặt của con làm ảnh hưởng đến người giúp việc của thầy. Cô Thảo nó khổ lắm rồi, cậu không nên làm cho nó khổ thêm cậu. Nếu như anh chê cô để anh đâu có thương yêu, anh đâu có lo lắng cho cô như vậy chứ. Mà nhìn đi, anh mua cho con biết bao nhiêu là thứ, quần áo, kẹp tóc, rồi còn vòng của má nữa. Riêng tôi một lỗi đau đắng cay, có ai nào còn nói anh cưới còn làm vợ nữa. Ôm mối duyên tuổi sầu, con chưa kịp mừng mà tại sao anh lại đối xử với con vậy hả má? Đời em Thảo không cần thầy nữa, từ nay tôi sẽ lo cho em Thảo. Tuy tôi không được trai bằng thầy, không thể vợ bằng thầy, nhưng tôi không khốn nạn bỏ người ta đi lấy vợ. Bắt người ta cho đã rồi bỏ đi dễ dàng vậy sao? Không biết xin lỗi một tiếng nữa. Con gái gì đâu mà hung dữ à? Cái này không phải là hung dữ, mà là giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, hiểu không? Nhưng mà con hiểu sao? Con không muốn quên anh một chút nào. Cho dù anh có tệ bạc với con tới cỡ nào, con cũng không bao giờ muốn quên. Người thương đã đi xa rồi, thao thức bao đó đêm là dài. Từ này tỏ bài cùng ai, đèn leo lắc ngoài sông, từng cơn gió mưa trong lòng, đêm gối chân một mình, người người ơi nỡ sao vô tư. Nàng sống mà tim nhiều đã chết. Bởi vì nếu mà Tấn Bo mà nghệ sĩ cái lương thì cái bộ của ảnh hồi nãy giờ tôi quánh cái đẹp xấu hơn để thấy được cái tâm hồn bên trong nó đẹp như thế nào. Dạ cảm ơn anh Linh rất là nhiều, hôm nay mới biết rằng cái gu anh Linh như vậy là đẹp. Đàn reo tên bay, đàn reo tên bay, đàn reo tên bay. Đúng rồi. Tài tử tranh tài chung kết 4, 21 giờ thứ hai ngày 4 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, phát lại 11 giờ 40 thứ ba ngày 5 tháng 1 năm 2016 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.